Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi giữa tin đồn hẹn hò trên phố khi diện đầu đôi duyên tuấn kiệt đã vội thả thính dân tình gọi ngay buka duyên tuấn kiệt vừa thả thính khi ngồi chiêu rượu vang khiến dân tình không khỏi chú ý dù chưa từng công khai chuyện hẹn hò song tin đồn tình cảm giữa duyên tuấn kiệt và buka dường như đã quá quen thuộc với khán giả cả hai liên tục bị soi mặt đồ đôi hay có những cử chỉ thân thiết khiến nhiều người nghi ngờ cặp đôi đang yêu đương bí mật chưa một lần lên tiếng thừa nhận nhưng họ vẫn luôn khiến nhiều người hâm mộ phải rần rần khi có một loạt hiên hẹn hò như thường xuyên xuất hiện cùng nhau với tần suất khá nhiều như trong các cuộc vui cùng bạn bè cho đến mới đây trên trang Instagram cá nhân Jin Tuấn Kiệt đăng tải loạt ảnh ngồi chiêu rượu vang không quên thả thính đến em khiến dân tình lập tức gọi ngay boca anh chàng viết mọi sự xinh đẹp đều do em tạo ra cư dân mạng tò mò đoán trước những ẩn ý nam ca sĩ chia sẻ thì đây có lẽ là buổi hẹn hò của anh và bạn gái tin đồn. Dinh Tuấn Kiệt thả thính khi ngồi uống rượu khiến dân tình không khỏi chú ý. Dưới bài viết nhiều cư dân mạng đã liên tục nhắc đến Bu Ca. Đúng rồi đó Jin, Bu là cô gái rất tuyệt vời. U là trời ơi, là xỉu mất thôi. Ý nói chị Bu chụp nè. Buổi tối vui vẻ nhé, anh xin đẹp trai của em. Dưới bài viết nhiều cư dân mạng đã liên tục để lại bình luận và không quên nhắc đến Buka. Cách đây không lâu, Buka và Jin Tuấn Kiệt bị tóm gọn đi hẹn hò ngoài phố và diện đồ đôi. Hiện tại, chuyện tình cảm giữa Jin Tuấn Kiệt và Buka vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý từ đông đảo cộng đồng mạng. Giữa hàng loạt những nghi vấn và tin đồn liên tục rộ lên, người hâm mộ vẫn luôn hy vọng cả hai sớm công khai tin vui. Jin Tuấn Kiệt miêu tả người yêu nghe toàn ra Buka thế này. Mới đây, netizen truyền tai nhau đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc anh chàng trên thân khấu một gâm xô truyền hình. Cụ thể, nam ca sĩ tham gia vào một thử thách cùng những người bạn đồng nghiệp khác như Lê Lộc, Khải Như. Khi MC Đại Nghĩa đặt câu hỏi Có từng yêu bạn gái lớn tuổi hơn hay chưa Lập tức cả Lê Lộc và Khả Như liên tục hô to có Trong tiếng vỗ tay phấn khích của khán giả Khiến Duyên Tuấn Kiệt đỏ mặt vì thẹn Sau đó anh chàng cũng phải thừa nhận điều này Thậm chí khi MC Đại Nghĩa tiếp tục đặt câu hỏi rằng Duyên Tuấn Kiệt thích một cô gái hát hay hay hát dở Không suy nghĩ quá lâu như câu hỏi trước đó Anh chàng trả lời rằng hát dở Ở câu hỏi cuối cùng Khi được hỏi thích một cô gái hài hước hay dịu dàng Duyên Tuấn Kiệt không ngần ngại trả lời hài hước. Với loạt bằng chứng trên, nhiều netizen đã réo gọi Buka, Nội diễn viên hồi tụ đầy đủ những tiêu chí của Duyên Tuấn Kiệt. Hy vọng chị Buka cũng xem được clip này, nhìn ổng trả lời mà cưng ghê. Rồi khi nào chị Buka mới chịu công khai để fan tụi em còn được mở hội ăn mừng đây? Hóng quá, không biết bao giờ mới về chung một nhà đây. Hiện dân tình đang xe duyên cật lực cho cặp đôi trẻ và hy vọng cả hai sẽ sớm công khai về chung một nhà. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo